Hôm qua, nhóm các nước công nghiệp phát triển, gọi tắt là G7, đã kêu gọi tổ chức xuất khẩu dầu mỏ OPEC hành động có trách nhiệm nhằm xoa dịu cơn khát năng lượng toàn cầu, cụ thể là đảm bảo nguồn cung năng lượng để hạ nhiệt giá cả. Trong cam kết được đưa ra sau hội nghị G7 ở Berlin của Đức, các bộ trưởng năng lượng nhấn mạnh G7 đang phải vật lộn với các biện pháp kiềm chế làm phát và giá năng lượng tăng cao, trong khi vẫn giữ nguyên các mục tiêu bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, cho tới nay, OPEC và các đối tác OPEC Cộng vẫn bác bỏ lời kêu gọi của các nước phương Tây đề nghị tăng sản lượng khai thác để hạ giá dầu mỏ đang ở mức leo thang. Tuyên bố của G7 kêu gọi các nước xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt hành động một cách có trách nhiệm bởi OPEC đóng vai trò trung tâm trong tiến trình này. Các nước G7 cam kết sẽ phối hợp và sẽ không để cuộc khủng hoảng năng lượng làm chệch hướng nỗ lực chống biến đổi khí hậu. Cũng trong tuyên bố, G7 lần đầu tiên cam kết loại bỏ dần nguồn năng lượng từ than đá ngừng trợ cấp cho nhiên liệu hóa thạch vào năm 2025 cũng như chấm dứt tài trợ cho các dự án khí đốt dầu mỏ và than đá trong năm nay. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, G7 muốn OPEC bơm thêm dầu ra thị trường.